Chào các bạn nha, rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình nha. Sáng hôm nay thì mình lên rừng bẫy gà sớm nè các bạn. Thì hôm nay mình mang theo con gà mái đi bẫy thử nha các bạn. Thì sau một lúc đặt camera thì có một con gà trống non thôi, nó cũng chưa gáy nó về các bạn. Mình cũng không hiểu tại sao là nó đi vào cái bẫy của mình luôn nhưng mà nó lại không dính các bạn. Nó đạp sụp bẫy luôn. Thì mình đi rất là sớm nha các bạn, 5 giờ sáng là mình đã đi rồi, mình lên mình đặt camera thì nó còn mờ mờ sáng cho nên cái chất lượng video nó không được tốt, các bạn thông cảm cho mình nha. Cái con gà trống đây á, nó mới tách bầy thôi các bạn, nếu mà nó chưa tách bầy là sẽ về vài con luôn chứ không phải một con nha các bạn. Từ cái cây đều góc ở bên tay phải với lại tay trái các bạn, hai bên mình đều giăng, với lại cái chỗ con gà đang đi xuống đó là mình có giăng ngang một bộ mà không hiểu kiểu gì nữa. Nó lại không dính các bạn. Đứng nó nhìn. Cái nó giật mình các bạn, nó đi lên kia xong đi lòng vòng. Vậy mà nó lại không dính, hay thật. Cái con gà của mình nó thấy gà trống nó tục tác nha các bạn. Con đây thì gà tơ mới lên nó cũng sắp đòi trống nữa các bạn. Thì hôm nay mình bẫy các bạn, mình dùng gà mái thôi nha các bạn, mình không dùng loa. Mình cứ đặt gà mái đó, con gà mái mình nó cũng hay các bạn, nó tục tác lại, nó đứng im ru à. Lúc nó thấy gà trống á, thì nó tục tác, nó có kêu vài tiếng trống, kêu trống nhưng mà kiểu như nó kêu rất là nhỏ, rất là ít nha các bạn. Sau một hồi các bạn, con gà mái của mình không biết kiểu gì nó mổ cái dây ra được, cái nó đi xuyên qua cái dàn bẫy của mình, nó lên chỗ con gà trống rừng luôn các bạn, nó đi theo con gà rừng luôn các bạn. Đi đánh gà mà gà rừng thì chưa bẫy được, mà tí nữa thì con gà mái của mình nó đi theo con gà rừng luôn các bạn. Cũng may là con gà mái của mình nó dạn nè các bạn, nó mà nhát là không bắt được luôn á. May mà con gà rừng đây các bạn, nó còn là tơ các bạn, nó chưa có gáy, nó chưa biết dụ mái các bạn. Nếu không là nó dẫn con gà mái mình đi mất tiêu rồi. Lúc con gà mái mình đi lên cái, nó dẫn gà mái mình đi ăn vòng vòng như kia. Mình thì chẳng biết gì hết, cứ ngồi trong bụi, ngồi rỉnh các bạn. Thì ngồi trong bụi mà đâu thấy được con gà đâu. Cứ ngồi trong đó rồi rim rim ngủ các bạn. Buổi sáng mà còn sáng sớm á. Thế là con gà mình đã theo gà trống dẫn ăn vòng vòng bên kia luôn. Vậy là sáng nay mình đi bẫy gà mái không được gà rừng, mà tí nữa thì mất luôn con mái các bạn. May quá sau này mình tìm mái nó mới ra, mình phải chích cam lại các bạn coi nó chạy hướng nào mới tìm được nha các bạn. Vậy là hôm nay mình không bắt được con gà rừng kia rồi các bạn. Ngày mai mình sẽ lên tiếp nha các bạn. Mình sẽ dừng cái video ở đây luôn. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình nha.